shop hàng nhà đồ địa xin chào các bác. Hôm nay hơi tối em quay tạm, sẽ lên clip các bác luôn. Ở đây em lên sóng một con rửa bát PLS6 có khử khuẩn bằng tia cực tím các bác nhé. Các bác nhìn, để trong quá trình đun nước thì máy sẽ phóng tia cực tím ra khử khuẩn toàn bộ bát đũa. Đấy. Khi mà đun nước xong thì tia cực tím sẽ tắt đi. Đây là một cái model duy nhất có cái khử khuẩn bằng tia cực tím đấy. Con này có model là SS6 các bác này, NP60SS6 đấy. Khử khuẩn bằng tia cực tím, rộng rãi, rất là rộng rãi nhé. Máy con này cực đẹp luôn, mỹ mãn. Nếu mà nói về Natuna thì con này nó xuất sắc luôn ạ. Các cái viền này cực đẹp này. Nên em quay buổi tối bằng đèn flash sẽ có, nếu mà các bạn là chốt thì chốt, không thì ngày mai em sẽ quay lại. Phần này bảng điều khiển mọi thứ rất là đẹp các bác nhé. Thân vỏ bằng inox hết, bền mãi với thời gian luôn ạ. Inox mà, tất cả bằng inox hết các bác nhé, chắc chắn. Coi nhìn là khử đèn khử khuẩn đấy. Natuna 60SS6 model này cực kỳ là hấp dẫn. Chỉ duy nhất máy này có khử khuẩn bằng tia cực tím thôi, còn tất cả các model khác là không có các bác nhé. Đấy, trong quá trình đun nước thì cái hơi sương nó bay lên nó làm mờ kính. Chứ con này kính rất là trong, có thể nhìn được máy rửa. Máy thì các chế độ rửa đầy đủ, thời gian sấy đấy các bạn này, 20-40 phút nhé. Chế độ sấy không này, không rửa nhé, chỉ sấy này. Chế độ rửa tiêu chuẩn, còn các chế độ lại rửa mạnh, rửa nhẹ các kiểu luôn. Đấy. Có hẹn giờ này. Đấy. Rất là dễ sử dụng. Có chế độ giữ khô bát đũa, cái chế độ này khi mà trời ngày, những ngày nồm ẩm ướt, các bác muốn bát đũa luôn khô ráo thì các bác bật thêm chế độ này. Thì máy sẽ hoạt động thỉnh thoảng sớm lên để làm bát đũa khô ráo suốt ngày luôn. Đấy. Đây cái chế độ này, máy nào của Nhật cũng có nhé. Nếu các bác tắt đèn này là không sấy nữa. Sấy 60 phút kèm giữ khô này, em chỉ để sấy 20 phút thôi. Đèn này nháy là đèn đang đun nước các bác nhé. Đấy. Bây giờ sau khi nó tắt cái đèn khử khuẩn đi rồi, tức là quá trình đun nước xong rồi, thì nó sẽ chuyển sang cái đèn này. Bắt đầu quá trình rửa. Đấy, bắt đầu phun nước các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Con này em để số 6 này, máy đẹp xuất sắc luôn. Các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhé. Con này em bán là 3,8 triệu, giá chưa phí vận chuyển. Đấy. Bắt đầu máy sẽ chuyển sang quá trình phun nước. Bắt đầu rửa với nước nóng 80 độ C. Đấy, rửa rất là phun rất là mạnh luôn ạ. Rửa với nước nóng 80 độ C hoàn toàn nước nóng hết, không cần chất tẩy rửa gì cả. Con này chiều ngang của nó là vào 55 phân, chiều cao là 60. Đấy, con nhìn thấy phun rất là mạnh, nhìn ở bên trong rửa nhé. Đây là mở bên trong nhé. Con này thân ruột cực đẹp luôn ạ, gần như là không phải vệ sinh gì, các bác thấy nước nóng bỏng luôn, bỏng tay đấy ạ. Dòng chỉ rất là đẹp. Đấy, máy bắt đầu phun ra, bắt đầu vừa vệ sinh các thứ xong rồi nhé. Toàn inox hết này. Đấy, thân này cũng bằng inox nhé. Đấy, con này em đang quay bằng đèn flash điện thoại buổi tối mà. Giá rất là rộng rãi, khỏe, chắc chắn, khay đũa rộng. Cái khoảng cách của Natuna, cái khoảng này nó rất là xa. Cho nên các bác nào mà dùng rồi các bác biết là cái khoảng này là với cái đũa của Việt Nam mình ấy thì nó dài khoảng 24 phân. Như Panasonic cho vào là hơi vướng, nhưng mà đối với bọn Natuna này cho vào là thoải mái luôn này. Đấy, toàn bộ thân ruột bằng inox sáng choang coi nhé. Một con máy xuất sắc luôn, không có gì để chê. Các tay cửa này còn rất là mới này. Con này em bán là 3,8 triệu nhé, giá chưa phí vận chuyển. Các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.